Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, qua khoanh vùng truy vết và tiến hành xét nghiệm sàng lọc, đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan đến công ty điện tử Việt Hoa đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ truy vết, ngành y tế đã xác định có 311 trường hợp F1, hơn 1.300 trường hợp F2 và các F liên quan. Tất cả các trường hợp F1 hiện đã được cách ly tại khách sạn. Danh sách và địa chỉ nơi lưu trú của F2, F liên quan cũng như hơn 4.000 công nhân của công ty cũng đã được cập nhật cho các địa phương để có biện pháp kiểm soát phù hợp, ngăn chặn dịch lây lan. Đến nay, công ty điện tử Việt Hoa đã dừng hoạt động và đã được phun khử khuẩn toàn bộ khu vực. Ngành y tế và các địa phương vẫn đang khẩn trương truy vết để chặn đứng chuỗi lây nhiễm này.